Tiếp theo thì là cái lô vòi inox. Con này thì nó là cái vòi đóng lắp, vòi hồ nhé, vòi inox. Nó cũng là inox 304 vâng. Đấy, cũng là hàng mới nguyên hộp. Đây, một cái bộ sản phẩm sẽ gồm có là một vòi và một cái nắp đậy như này. Gen là toàn bộ là gen 21 nhá. Gen là gen 21 này. Đó, Su 304. Đấy, Su 304 này. Nó dạng này thì toàn bộ của nó là dạng inox màu, vòi thì đóng lắp rất êm ái. Ở đây thì có phần chụp để về có thể lắp đặt vào phần ví dụ như là cái vòi máy giặt là các bác về các bác lắp đặt rất vừa này. Đó, gen 21 luôn. Con này thì cũng em cũng để phần giỏ hàng nhé, các bác có thể vào trực tiếp để xem giá. Tiếp theo thì lên cho các bác là cái dòng củ chia hoặc hay còn gọi là van tê cầu các bác nhé, van tê cầu. Con này thì về cho bác chia ở trong cái phần nhà vệ sinh, ví dụ như là một vòi ra két nước, một vòi ra vòi xịt vệ sinh, hoặc các bác có thể mua về chế cháo, rồi là các bác sử dụng chia ra đường nước cũng được. Con này thì cũng là inox 304, inox rất dày luôn. Đây, Su 304 nhé, Su 304. Đó. Ngoài ra thì ở đây sẽ có tích hợp cho các bác là một cái van giảm áp như này, van giảm áp và đóng lắt nước ở đây luôn. Đấy, rất là hay đấy nha, thiết kế cực kỳ hay, rất dày nha, inox rất dày và cầm rất là nặng tay luôn. Đó, con này em cũng để phần giỏ hàng nhá. Các bác có nhu cầu về một số cái đồ điện nước này thì có thể là ấn trực tiếp phần giỏ hàng để mua hàng nhá. Đợt này thì TikTok đang chọn giá rất tốt, các bác tranh thủ mua đấy, để được những cái sản phẩm rất là đẹp, rất chất lượng như này. Đó, rồi, xin chào các bác.